Thời Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp nhau lại để thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Mặc dầu dịch bệnh COVID-19 vẫn còn và hội thánh ở các nơi và tất cả mọi người vẫn còn giữ khoảng cách xã hội, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta đến với nhau trong sự thờ phượng Chúa, dù rằng ở nhà thờ hay ở tại nhà riêng. Với tấm lòng kính cẩn hướng lòng về Chúa, với sự kính kiền và với tâm thần và lẽ thật, chúng ta cùng hiệp một nơi chân của Chúa để tôn vinh thờ phượng Ngài. Và chúng ta sẽ chứng kiến được sự hiện diện của Chúa ở giữa hội thánh của Chúa. Ngài sẽ ban phước giữ gìn mỗi đời sống, mỗi gia đình của chúng ta. Buổi sáng nay xin chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình để ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa buổi sáng. Chủ nhật là ngày thánh nhật. Trước khi chúng ta bước vào sự thờ phượng, xin chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Thi Thiên 91 và sau đó mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thi Thiên 91 từ câu thứ 9 đến câu thứ 14. Lời Chúa: Bởi vì người đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Vì người kính mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ bảo vệ người, vì người biết danh ta. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong giờ này. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời. Trước mặt Chúa là những người kính sợ Ngài, vâng phục Ngài, bước đi theo đường lối của Ngài. Chúng con hiệp nhau làm một để tôn vinh, ca ngợi, chúc tụng Chúa
Vì Chúa là Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài là đấng bảo vệ, là nơi nương náu của chúng con, là đồn lũy của chúng con. Trong những thời giờ gian truân, thử thách, khó khăn, Chúa là nơi chúng con nương dựa, và chúng con tin nơi lời hứa của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng con khỏi mọi tai họa. Ngài bảo vệ chúng ra con khỏi mọi dịch bệnh. Buổi sáng hôm nay, chúng con hiệp nhau lại. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban ơn trên con dân của Ngài, trên hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi. Dù ở nơi nào, chúng con cũng một lòng hướng lòng về Chúa để thờ phượng tôn vinh Ngài. Cầu xin Chúa Ngài đối xem sự thờ phượng của chúng con buổi sáng hôm nay và ban cho chúng con sự bình an, sự vui mừng, sự hy vọng đi cho chúng con bước đi trong sự giữ gìn và sự bảo vệ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng sự thờ phượng sáng hôm nay lên cho Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng hiệp lòng với ban thờ phượng để dâng lên lời ngợi khen Chúa trong giờ này. Xin mời quý ông bà chị em đang theo dõi và dự thờ phượng với chúng tôi ở tại phòng khách tại nhà của mình. Xin hòa lòng với chúng tôi và trong thời giờ này, lời Chúa ở trong Thi Thiên thứ 103 câu 1 nói rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Psalms 103 verse 1 wrote: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He has done great things. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Humbly, Lord, cook and chop, hai hay, lòng tôm chua chi cao, chua tôm dâng, ngài hai lùng. Hãy hết lòng tôn Chúa chi cao, Chúa tôn danh Ngài mãi luôn. Việc Ngài làm lớn lao vô cùng, việc Ngài làm lớn lao vô cùng. Ngài cho tôi cứu ta, Chúa tôn danh Ngài luôn. Âm đi ôi, ca khen Cha, hãy hết lòng tôn Chúa chi cao, Chúa tôn danh Ngài mãi luôn. Oh God, You are blessed. Chúa. Em thay vui bấy chính chỗ tôi dựa yên.
Thật nhờ tay Chúa, tôi được yên tịnh lạ lùng. Cảm ơn Chúa. Chẳng mong quân thù xa. Ôi Giê-xu tôi yên tin thỏa nguyện bấy. Thật nhờ tay Chúa nắm tôi chẳng chấp đây. Vui tay cho tôi được yên tin là luôn. Giê-xu tôi thấy ơn đến nay lòng. Nay ở cây ngài ơn vui phu che hồn tôi. Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi. Tuy mưa mai gió đi buôn bên cao vắng, không sao ngon nơi cho tôi bình an. Bao cơn tai hơn tôi chẳng tốn hại chi. Thật đi nên dưới cơn tai ngài bất gì. Vui thay cho tôi được yên tin là luôn. Nơi Giê-xu tôi thấy ơn bên này lòng. Đây là người ngài đang vui phu che hồn tôi. Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi. Bước với Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn. Chúa luôn ở cùng và dẫn dắt đời sống tôi. Cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi đi muôn phương không vương lo buồn, đường cập đến những trang hoa anh chưa dừng. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn vui tươi trên đường. Lòng nhẹ nhàng quan xa mọi cơn sâu vương. Alleluia. Đi với Cha khi mong chân gian của xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng với Chúa yêu thương, tay trong tay luôn gian lao không sợ. Vừa dám trườn men theo đường tới thiên cung. Vừa với Chúa yêu thương, tôi nghe lần lần vui trong tâm hồn. Ngày đêm sâu nhiệm Chúa nhiều hơn. Được đi với Cha khi mong chân gian của xa, bước cùng với Cha trong tình thâm thiết bao la. Được đi với Cha cho dù
dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoát sống trong yêu mến chàng hòa. One more time. Được đi với cha khi mong trần gian khuất xa, bữa cùng với cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui qua sống trong yêu mến chàng hòa. Chúa Trời quyền năng của chúng con. Buổi sáng hôm nay, Ngài đã đưa dẫn chúng con đến đây để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con thờ phượng Ngài với tấm lòng của chúng con. Dầu cho trời nắng, trời mưa, trời buồn, trời đẹp. Dầu cho tâm hồn của chúng con như thế nào đi nữa. Quyền năng Chúa và ơn lành của Ngài, sự thương xót của Ngài vẫn bao phủ lấy đời sống của chúng con. Nên chúng con đến đây để thờ lại Ngài, thờ phượng Ngài hết tấm lòng của chúng con, và chúng con dâng lên Ngài tiếng ca, tiếng hát, lời ca và lời cảm tạ ơn Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con cảm tạ ơn Ngài bằng cách chúng con dâng lên Ngài lòng biết ơn chúng con qua những sự dâng hiến, những Ngài ở cùng với chúng con luôn, để chúng con thấy được quyền năng của Ngài đã làm vận hành trong hội thánh của Ngài và trên cả thế giới này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Giờ này con cầu xin sự thương xót của Ngài, tình yêu thương của Ngài và sự nhân từ của Ngài và sự chăm sóc của Ngài hằng bao phủ lấy trên hội thánh của Ngài, con dân của Ngài luôn. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện bấy nhiêu điều nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị cùng an tọa. If you make an offering through the Zelle, please use this phone number 713-391-6491. It's 713-391-6491. If you want to send check to the church, please send it to address 3330 Hillcroft Street, Suite L, Houston, Texas 77057. Thank you. Giờ đây chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để những lời cầu nguyện. Khi là Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là Cha Thiên Thượng, đấng đang yêu thương loài người chúng con và nhất là con dân của Ngài. Trong thời giờ này đây, lòng chúng con đang lúc thờ phượng Ngài thì chúng con cũng khao khát được tương giao đến cùng Chúa và trình dâng lên Chúa những điều Chúa đã ban ơn chúng con, sự gìn giữ, sự bảo vệ, sự chăm sóc của Ngài. Lòng chúng con vui mừng hớn hở vì Đức Chúa Trời chúng con là đấng nhân từ, đầy yêu thương và đầy quyền năng để bảo vệ chăm sóc chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa về lòng nhân từ, ân sủng tốt lành của Ngài. Trong thời gian này đây, chúng con xin dâng lên Chúa những nhu cầu. Xin Chúa nhớ đến những người đang đau yếu trong nhà của Chúa, trong hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện cho bà cụ Hai, cho thầy Hùng, cho anh Dân, cho anh Trí, cho ông Dũng, chị Phú, chị Phong, cho anh Cao Hữu Thái, cho anh Võ Gấm, cho cháu Hô Cô. Và cũng con xin Chúa cũng nhớ đến những vị lớn tuổi trong nhà của Chúa, cho bà Bình Thị Hoa, cho ông bà Khương, ông bà Thọ, ông bà Bons, ông bà Phong, ông bà Đào, ông bà Thụy,
ông bà Nguyễn Đảng, ông bà Nguyễn Công Bác, những vị lớn tuổi, xin Chúa bảo vệ gìn giữ họ. Và đặc biệt trong thời giờ, trong những ngày dịch bệnh này đây, chúng con cầu nguyện xin cánh tay toàn năng của Chúa ban ơn, xin Chúa giúp ban sự chữa lành cho những người đang đau yếu bị dịch bệnh, và xin Chúa cũng bảo vệ để chúng con được khỏe mạnh khỏi những sự lây nhiễm. Chúng con nhớ đến các cấp chính quyền đang lãnh đạo đất nước của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, Ủy ban phòng chống dịch bệnh và tất cả những nhân viên y tế, các bác sĩ y tá, những người cấp cứu, những người đang như là ở ngoài mặt trận tiên tiến đối phó với dịch bệnh. Lạy Chúa, xin Chúa ban sự khôn ngoan, xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa ban sức lực, và xin Chúa cho họ có một sự nâng đỡ, sự ở cùng của Chúa, và nhất là các vị lãnh đạo của chúng con, để được sự thông sáng của Chúa, hầu cho họ có được những đường lối giúp cho dịch bệnh được giảm đi. Và chúng con khao khát bởi quyền năng tể trị của Ngài trong thời gian, thời điểm tốt lành của Ngài. Xin Chúa cất đi dịch bệnh. Và trong thời giờ này thì xin Chúa giúp cho chúng con biết hướng lòng về Chúa. Và những ai đang phải sống trong sự khó khăn, nhiễm bệnh, biết nhờ cậy Chúa, biết tìm kiếm Chúa. Chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Chúng con nhớ đến những gia đình các đang ở tại nhà vì theo lệnh của chính quyền. Chúng con xin Chúa ban phước để nhất là cho các bậc phụ huynh có con ở nhà, xin Chúa cũng ban ơn để cho họ có tấm lòng giúp đỡ, hướng dẫn các con dành thời giờ để tìm kiếm Chúa, đặt lòng tin cậy nơi Chúa trong những ngày dịch bệnh này, để thời gian sẽ là những điều tốt lành, không phải những thời gian rỗi rảnh sẽ đem lại sự buồn chán, nhưng mà đem lại sự ích lợi cho gia đình của họ. Chúng con cảm ơn Ngài. Thì giờ này đây, lại Chúa, chúng con đặc biệt cầu nguyện cho ban linh vụ của Hội Thánh chúng con. Xin Chúa ban phước cho mục sư quản nhiệm, cho thầy cô Sang, cho gia đình chúng con, cho thầy cô Hùng. Chúa bảo vệ, gìn giữ chúng con, được ơn Chúa trong sự hầu việc Chúa. Ngài cũng ban ơn cho ban chấp hành Hội Thánh, cho ban YEM, các bạn thanh niên. Cảm ơn Chúa cho các bạn được có những sinh hoạt mạnh mẽ ở trong Chúa, cũng như ban huấn nhi. Chúa ban phước để cho các thầy cô hướng dẫn các em trong những ngày này, yêu mến Chúa luôn. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì ơn của Chúa là rất lớn cho cuộc đời chúng con. Ngay cả trong những lúc khó khăn này, chúng con vẫn được sự bình an để nhìn xem Chúa, tin cậy Chúa và phó thác đời sống chúng con ở trong tay Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Lạy Chúa, xin ở cùng chúng con, soi sáng cho chúng con và cho chúng con kinh nghiệm được lời dạy dỗ của Chúa trong đời sống của chúng con, để chúng con có được sự bình an. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa các ông bạn chị em, đứng trước cơn đại dịch COVID-19, các ông bạn chị em có sợ không? Chắc câu hỏi này có hai câu trả lời, phải không? Hoặc là sợ, hoặc là không sợ. Sợ vì cớ, chẳng những là vì cớ bệnh tật có thể lây nhiễm đến chúng ta, gia đình chúng ta, nhưng mà sợ vì cớ kinh tế đi xuống, bị thất nghiệp, tài chánh cũng bị ảnh hưởng. Và cũng có người thì không sợ. Họ không sợ cho nên họ vẫn cứ tập trung đông đảo, không cần mang mask, không cần mang khẩu trang, không cần giữ khoảng cách, và họ tỏ ra là họ không có sợ gì cả. Có người thì hỏi mục sư thì sao? Mục sư có sợ không? Tôi nói sợ, nhưng mà không có hoảng sợ.
sợ khi tôi nhìn thấy ở các bệnh viện đầy ngập những bệnh nhân. Có những bệnh viện mà cái số bệnh nhân nó vượt quá cái khả năng của ngành y tế. Một cái máy giúp thở đó mà tới 2 bệnh nhân. Và bác sĩ phải đứng trước một cái hoàn cảnh là chọn người nào để cho họ dùng máy giúp thở, người nào phải từ chối. Và sợ khi thấy hàng dài những quan tài để ở trong nhà thờ ở tại Ý trước khi làm phép xác. Và cũng sợ khi thấy những bác sĩ, y tá, những người khỏe mạnh, những người vui vẻ đang có một cái tương lai đầy hy vọng tự nhiên phải bị lây nhiễm và thậm chí có người bị tử vong. Và rồi tuy sợ nhưng mà không hoảng sợ. Tại sao không hoảng sợ? Bởi vì tôi thấy được điều mà không thể thấy. Tôi thấy những điều mà không thể thấy được bằng mắt thường. Đó là tôi thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Và tôi thấy được sự tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Buổi sáng hôm nay, qua câu chuyện của Elise và người đầy tớ, chúng ta sẽ tìm hiểu coi Elise thấy cái gì. Điều thứ nhất, Elise thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi đầy tớ của tiên tri Elise buổi sáng thức dậy, nhìn thấy quân của Aram bao phủ chung quanh thành phố Đô Than. Và ông hết sức sợ hãi vì cớ chỉ có thầy và trò, ai sẽ bảo vệ trước quân đội của Aram đến để bắt mình. Vì thế người đầy tớ này chẳng những là kinh hãi mà hoảng sợ. Thầy ơi, tôi chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nhưng mà anh ngạc nhiên vì cớ Elise đứng tỉnh queo, không sợ, mà còn nói rằng đừng sợ, vì người của chúng ta đông hơn người ở với chúng nó. Những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Người đầy tớ chắc là rờ trán của Elise. Thầy nói sao? Ở đây chỉ có mình tôi với thầy thôi à, mà cả một đoàn quân ngựa xe hùng hậu như vậy mà thầy nói là đừng sợ là thế nào? Người của mình làm sao mà đông hơn người của chúng nó? Elise đã nói như vậy vì cớ ông thấy điều mà người đầy tớ này không thấy. Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Elise đã cầu nguyện như thế này: lại Đức Chúa Trời, xin mở mắt đầy tớ của con để nó thấy được. Và Đức Giê-hô-va đã mở mắt người đầy tớ. Anh đã thấy chung quanh núi đầy ngập những ngựa và chiến xa bằng lửa bao quanh Elise. Elise không chú tâm vào những điều thấy được, nhưng mà ông chú tâm vào những điều không thấy được bằng mắt thường. So với những gì thấy được thì quân đội của Aram hùng mạnh, còn Eli và Elise thật là yếu đuối chẳng ra gì. Nhưng so với đội quân thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì đoàn quân Aram chẳng ra gì cả. Đây là sức mạnh của thiên sứ. Chúng ta có thể tham khảo ở trong câu chuyện của vua Ê-xê-chia. Trong một cái câu chuyện khác thì Kinh Thánh đã kể lại vua Ê-xê-chia đã bị quân đội Assyri hùng mạnh vây hãm và tiến đánh. Vua Sanherib đã đi từ Assyri đi đến Jerusalem và trên đường đi ông đã đánh bại tất cả những quân đội của các nước ở trên đường đi. Và tất cả những vị thần bảo vệ những cái quân đội đó đều không thể bảo vệ được đất nước của mình trước gió ngựa của quân đội Assyria. Vì vậy, trước khi đến Jerusalem thì ông đã sai sứ nói với vua Ê-xê-chia như thế này:
đừng để Đức Chúa Trời là đấng mà ngươi tin cậy lừa dối ngươi rằng Jerusalem sẽ không rơi vào tay vua Assyria đâu. Và ông kể ra bao nhiêu tên của các nước đã bị chinh phục. Các nước đó có những vị thần, nhưng mà thật ra đó là chỉ là những thần tượng vô tri vô giác, không thể bảo vệ được trước gió ngựa của vương Assyria. Và ông đã nói rằng Đức Chúa Trời cũng vậy thôi, Đức Chúa Trời lừa dối ngươi đó, đừng có tin đi. Và khi Ê-xê-chia nhận được cái thư báo đó, ông đã đem thư đến đền thờ bày ra, vì ông biết rằng đất nước Israel này có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, đấng tạo hóa của cả vũ trụ này. Ông đã nói rằng, lại Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, Ngài vẫn ngự trên các cherubim, chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất, và chính Ngài đã dựng nên trời và đất. Và ông nói rằng, lại Đức Giê-hô-va, hãy nghiêng tai qua mà nghe, hãy mở mắt ra mà xem. Vì hãy xin nghe những lời mà Sanchirip gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. Vậy bây giờ lại Đức Giê-hô-va của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay Sanchirip, để tất cả các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Giữa Israel có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và vua Ê-xê-chia đã biết, đã thấy điều đó. Vua Sanchirip không thấy điều đó, nhưng vua Ê-xê-chia thấy điều đó. Và Đức Chúa Trời đã nghe tiếng cầu nguyện của Ê-xê-chia. Kinh Thánh nói rằng trong đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã đánh giết 185.000 người trong trại quân Assyria. Sáng hôm sau người ta dậy sớm thì thấy toàn là xác chết. Sức mạnh của một thiên sứ, một thiên sứ trong một đêm có thể giết 185.000 người. Mà giờ đây trước mặt Ê-li-sê và đầy tớ của ông là núi đầy những ngựa và lửa của Đức Giê-hô-va. Sức mạnh đó vĩ đại và kinh khiếp thế nào? Ông Ê-li-sê nhìn thấy sự hiện diện của Đức Giê-hô-va vạn quân. Và trong một câu chuyện khác, chúng ta thấy ông Mô-sê sai 12 thám tử đi vào trong miền đất hứa để do thám. Và 12 người trở về thì đã tất cả đều công nhận rằng wow, xứ này thì thật là giàu có, đượm sữa và mật, những cây trái thật là tốt, rất là sum suê. Họ đem về một cái chùm nho lớn đến nỗi mà phải hai người để cái đòn qua và khiêng. Nhưng mà họ không thống nhất nhau một điều. Đó là 10 người thì chỉ thấy bằng mắt mà thôi. 10 người này thấy rằng tuy là xứ đẹp đẽ và thịnh vượng như vậy đó, nhưng mà người dân đó thì khổng lồ. Các thành quách thì rất là kiên cố. Họ xem chúng ta như là con cọc cào vậy, mà chính chúng tôi cũng thấy mình là cọc cào trước mặt họ. Và họ bắt đầu than trách đòi quay trở về Ai Cập. Nhưng mà hai người còn lại và Giô-sê và Ca-lép đã nói với họ rằng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, đừng sợ chúng. Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Hai người này thấy điều mà 10 người kia không thấy. Hai người này thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân Israel. Và thưa các bạn chị em, họ đã phản loạn và đã bị đi lòng vòng ở trong sa mạc 40 năm, cho đến chừng tất cả những người đó đã chết vì cớ mắt họ chỉ thấy những điều bằng mắt thường mà không thấy những điều mà mắt thường không thấy được. 40 năm sau, cũng Giô-sê đó, cũng Ca-lép đó, và con cháu của những người đã ngã chết trong sa mạc đã chứng kiến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi họ bước qua sông Giô-đanh, họ đi vòng quanh Giê-rô-cô trong 7 ngày, và thành Giê-rô-cô đã sụp đổ trước bàn chân tin cậy và vâng lời của họ. Họ chỉ đi
bàn chân đi, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng đã khiến cho thành Jericho sụp đổ. Họ đã thấy điều mà mắt thường không thấy được là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta, chúng ta cũng bởi đức tin thấy được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi từ ngày còn bé lập gia đình, chúng tôi đã bước đi theo Chúa và đã chứng kiến biết bao điều như vậy. Những hoạn nạn, thử thách, những khó khăn xảy ra trong cuộc đời của mình, và chúng tôi cầu nguyện xin Chúa mở mắt để thấy được sự hiện diện của Chúa. Và Đức Chúa Trời đã làm thành, đã giải quyết những nan đề trong cuộc sống. Khi con của tôi là Vĩnh An bị sốt xuất huyết nặng và bệnh viện đã bó tay, trong giờ phút thập tử nhất sinh đó, chỉ còn một cách là chúng tôi biết Đức Chúa Trời hiện diện và cầu nguyện giao phó cho Ngài. Và sáng hôm sau, trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ, những y tá, những người rất là giỏi ở tại Bệnh viện Nhi Đồng, họ đã chứng kiến một phép lạ là cháu đã bắt đầu tỉnh dậy và đã thuyên giảm và bình phục. Và cách đây hơn 20 năm, nhà tôi cũng bị bệnh nan y, bệnh tim mà y tế bó tay. Nhưng sau khi cầu nguyện, thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời, biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hiện diện trong cuộc đời của mình, thì Ngài đã làm phép lạ, và trong 20 năm qua, Chúa đã chữa lành, và nhà tôi đã không còn dùng một thuốc gì để điều trị cho căn bệnh thập tử nhất sinh đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời và phó thác cuộc đời mình trong bàn tay của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được chính Ngài và đức tin của chúng ta càng vững vàng thêm. Trong mỗi hoàn cảnh khó khăn, thử thách, các ông bạn chị em có thấy được sự hiện diện của Chúa không? Các ông bạn chị em có thể nói giống như Elise là người ở cùng chúng ta đông hơn người ở cùng chúng nó. Các ông bạn chị em có biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng mình không? Có chắc chắn được điều đó không? Hay là trong những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, các ông bạn chị em thấy mình bơ vơ, sợ hãi và chạy đôn chạy đáo, tìm chỗ này, chạy vại chỗ kia. Trước những sự khó khăn về tài chánh, về công việc, về gia đình, các ông bạn chị em có biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng mình, và Đức Chúa Trời toàn năng là đấng giải quyết mọi nan đề. Ngài lớn hơn tất cả những nan đề của chúng ta. Nếu chúng ta bằng mắt thường nhìn nơi hoàn cảnh, nhìn nơi nan đề, nhìn nơi những cái bệnh của mình, thì chúng ta thấy chúng ta nhỏ nhoi và yếu đuối, bị tràn ngập bởi những sự khó khăn. Nhưng nếu chúng ta nhìn bằng con mắt thuộc linh, xin Chúa mở mắt con ra để con được thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của con và phó phá thác những nan đề cho mình, thì những nan đề đó quá nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời, quá nhỏ trước mắt Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để xin Chúa mở mắt thuộc linh của chúng ta. Điều mà Elise đã thấy, điều không người khác không thấy được, đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai mà người khác không thấy được nhưng Elise thấy, đó là sự bảo vệ của Chúa, sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Khi đầy tớ của Elise thấy đoàn quân Aram bao quay chung quanh, thì anh ta kinh hãi và hoảng sợ thế nào, thì Elise là người đã thấy được Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện để Chúa mở mắt anh ta ra, và anh ta đột nhiên thấy rằng mình được sự bình an, mình được sự bảo vệ vì cớ thiên sứ của Đức Chúa Trời bao chung quanh họ như là những cái ngựa và lửa trên đầy các núi. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời cũng bảo vệ ông bà anh chị em như vậy. Đức Chúa Trời cũng ở cùng ông bà anh chị em và bảo vệ ông bà anh chị em như vậy. Chúng ta không thấy những thiên sứ bảo vệ chúng ta,
Nhưng Chúa Giêsu đã nói như thế này: hãy thận trọng, đừng xem thường một đứa nhỏ nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha ta là đấng ở trên trời. Quý vị có biết điều đó không? Mỗi đứa trẻ đều có một thiên sứ, và thiên sứ của đứa trẻ đó mỗi ngày đều đứng trước sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chẳng những các em thiếu nhi mà những người thuộc về Ngài cũng vậy. Kinh Thánh Thi Thiên 34 câu 7 nói rằng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. Wow, thiên sứ đóng trại giống như là những người quân đội đứng chung quanh chúng ta, đóng trại và chờ đợi để bảo vệ những người thuộc về Ngài trong mọi hoàn cảnh nguy khốn. Và trong Hebrew đoạn 1 câu 14 ở trong Tân Ước cũng nói rằng không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi sao? Cảm ơn Chúa vì mỗi người thuộc về Ngài đều được Đức Chúa Trời sai thiên sứ bảo vệ. Và Đức Chúa Trời bảo vệ người theo Ngài ở khắp mọi nơi. David đã kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa ở mọi nơi khi ông nói rằng: nếu con lên trời, Chúa ở tại đó. Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa sẽ dẫn dắt con, tay phải Chúa sẽ nắm giữ con. Ở bất cứ nơi nào, ông cũng kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa. Và trong Thi Thiên 18 câu 2, ông nói rằng: Đức Giê-hô-va là vần đá của con, đồn lũy của con và là đấng giải cứu con. Đức Giê-hô-va là vần đá của con, là đồn lũy của con. Đồn lũy là thế nào? Có phải là khi ông ở trong một cái đồn lũy thì kẻ thù sẽ sợ hãi không có mặt không? Không. Ông ở trong đồn lũy thì kẻ thù vẫn đến, vẫn tấn công. Nhưng mà tên bay giáo dĩ nhiên không đến được rồi, nhưng mà tên bay cũng không đến được vì ông được đồn lũy che chở. Và khi ở trên cao đó thì ông nhìn xuống những kẻ quân thù đang tấn công, những nan đề trong cuộc sống, ở một cái vị trí cao hơn. Chúng ta cũng vậy, ở trong đồn lũy của Chúa, chúng ta sẽ đối diện những nan đề, những thử thách trong cuộc sống ở một cái vị trí bình an cao hơn, được sự bảo vệ của Chúa. Và ở vị trí đó, chúng ta sẽ nhìn cái nan đề của chúng ta khác đi. Mỗi người được thiên sứ bảo vệ. Tôi nhớ khi tôi còn ở New York, lúc đó mới ở Việt Nam qua, thì tôi ghi danh ở tại trường thần học ở tại NIAC, tên là NIAC Alliance Theological Seminary. Và tôi vẫn phải lo cho một hội thánh, và mỗi đêm đều phải đi nhóm cầu nguyện ở thăm nhóm ở khắp ở cái thành phố New York. Và khi phải làm bài, có nhiều khi đọc rất nhiều bài, và phải làm những bài có khi tôi phải làm tới 2-3 giờ sáng mới xong. Và khi xong rồi, sáng sớm là phải đi đến trường để học và nộp bài. Trong cái thời gian đó, cái thời gian ngủ nghỉ rất là ít. Và các ông bà anh chị em cũng kinh nghiệm được điều này, là có những ngày khi lái xe thì mắt tôi vẫn mở, nhưng mà tôi ngủ lúc nào không hay. Mắt vẫn mở, nhưng mà ở trong lòng mình ngủ mình không biết. Có một ngày nọ thì tôi đi ở đường local, và đi ở sát ở cái đường ranh hai lằn vàng ở giữa. Tôi khi tôi chạy thì hang vàng bên trái. Thì khi tôi lái, tôi vẫn mở mắt, vẫn thấy mình cố gắng tỉnh táo, nhưng mà xe nó lan qua trái và vượt qua hai lằn vàng lúc nào tôi không biết. Và tôi đối diện với một chiếc xe khác tôi cũng không thấy.
dù mắt rất mở to. Khi mà tiếng xe nó vượt qua bên phải của tôi và nó bóp kèn inh ỏi, tôi mới phát hiện ra rằng tại sao chiếc xe ngược chiều lại chạy ở bên phải của mình và mình lại ở bên lằn ranh bên trái. Lúc đó tôi mới phát hiện ra là mình đã ngủ gục mà không hay. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã bảo vệ trong hoàn cảnh đó để tránh một tai nạn là hai xe đối đầu nhau. Và suốt trong thời gian ở New York, và quý vị biết ở thành phố đó là chạy rất là kinh khiếp, nhà tôi nói rằng thiên sứ bảo vệ anh chắc phải xin nghỉ phép một thời gian vì dự bảo vệ anh mệt quá. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ chúng ta. Và điều thứ ba là điều mà Elise thấy mà người khác không thấy, đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời. Sự tể trị của Đức Chúa Trời. Khi người đầy tớ của Elise thấy hai đồng quân và trong cái sự bảo vệ của Chúa, thì anh nói rồi, wow, bây giờ một cuộc chiến tranh sẽ ra thì chắc chắn rằng đoàn quân thiên sứ sẽ thắng. Và anh đang chờ đợi đoàn quân của Aram sẽ bị chiến bại. Nhưng mà anh ngạc nhiên vì Đức Chúa Trời không có làm như vậy. Đức Chúa Trời không làm như vậy. Đức Chúa Trời làm cho quân đội Aram đều bị mù. Và Elise đã dẫn họ từ Đô Thang đi vào thủ đô của Israel là Samari. Và khi những người đoàn quân mù đó đi vào đó, thì vua của Israel bắt đầu thấy là đoàn quân đó đang ở trong tay của mình, thì nói với Elise rằng, vào bây giờ cha ơi, bây giờ tôi sẽ giết họ không? Tôi sẽ phải giết họ không? Và người đầy tớ này nghĩ rằng, wow, tất cả kẻ thù của mình sẽ bị giết, rồi kể từ nay mình sẽ bình an, không còn lo sợ quân thù nữa. Nhưng mà anh ngạc nhiên vì Đức Chúa Trời không làm như vậy. Đức Chúa Trời không làm như vậy. Elise cầu nguyện cho họ được mở mắt ra và họ thấy rằng, ô, mình đang tiến đánh mà tiến bắt Elise, chẳng những bắt không được mà bây giờ mình bị bắt làm tù binh ở giữa thủ đô Samari của Israel. Và trước sự sợ hãi thì họ cũng ngạc nhiên, vì cớ Elise nói rằng hãy dọn bánh và nước cho chúng ăn uống, rồi sao? Rồi để chúng về với chủ mình. Kẻ thù ở trong tay mà bây giờ thả ra. Đức Chúa Trời bảo Elise làm như vậy. Và rồi vua dọn tiệc lớn đãi chúng. Khi chúng ăn uống xong, vua thả chúng trở về với chủ mình. Chữ tiệc lớn có nghĩa là đãi yến. Chẳng những không giết kẻ thù mà còn đãi một cái cuộc tiệc lớn nữa. Người đầy tớ của Elise quá ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên không như điều mà anh suy tưởng. Chương trình của Đức Chúa Trời khác với chương trình của loài người. Chương trình của Đức Chúa Trời khác với điều mà anh ta suy tưởng. Thay vì giết những quân đến đó để thù hận, tiếp tục thù hận, thì Đức Chúa Trời đã làm một giải pháp khác. Kinh Thánh nói rằng từ đó những đoàn toán quân Aram không còn đột kích lãnh thổ Israel nữa. Giải pháp của Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời. Kinh Thánh ở trong Ê-sai 55 câu 8 câu 9 nói rằng Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta không phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Đức Chúa Trời hiện diện và bảo vệ người thuộc về Ngài, nhưng Ngài có một cái chương trình nhiều khi khác với điều chúng ta suy tưởng, nhiều khi khác với chương trình mà chúng ta thiết lập. Có những người gian ác, có những cái kế hoạch để hại con dân Chúa. Và chúng ta cầu nguyện để Chúa giải cứu. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giải cứu theo cách mà chúng ta muốn. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời không giải cứu theo cách đó. Ngài giải cứu chúng ta theo một cách khác. Và Kinh Thánh nói rằng, dù điều tốt, dù điều xấu, mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.
mọi sự hiệp lại có những điều tốt, nhưng mà cũng có những cái điều xấu. Tất cả những điều đó hiệp lại sẽ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Dịch cúm Vũ Hán là một cái điều xấu của những kẻ gian ác, của một thế lực tối tăm, dối trá. Nhưng mà qua dịch cúm Vũ Hán này, đã có nhiều người ăn năn tìm kiếm Chúa, và họ đã được gặp Đức Chúa Trời. Nhiều con cái Chúa đã thức tỉnh, và nhiều hội thánh đã thức tỉnh, và nhiều đất nước đã được thức tỉnh trước những sự thế lực dối trá và tối tăm. Trong 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, ông đã hãnh diện rằng mình làm được những điều kỳ diệu, làm cho chứng khoán lên rất là cao, làm cho tỷ lệ thất nghiệp xuống rất là thấp. Nhưng chỉ có mấy tháng thôi, thị trường chứng khoán đã lên chao đảo và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng trở thành kỷ lục. Và mọi người đều ảnh hưởng. Có người chết vì dịch bệnh và có người thân của mình bị chết. Có người bị thất nghiệp. Các nhà hàng, các hãng xưởng, các cửa hàng đều bị đóng cửa. Nhiều người gặp sự khó khăn về tài chính và tương lai đầy sự bất trắc. Nhưng trong tương lai bất định đó, chúng ta hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Hãy tin cậy nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn mà chúng ta không định trước, không có chương trình trước. Nhưng hãy phó thác cho sự tể trị của Chúa. Hãy bước đi theo chương trình của Ngài. Chương trình của Ngài thì khác với chương trình của chúng ta. Ngài đã thay đổi, là đảo lộn kế hoạch của chúng ta hoàn toàn. Có những người đang nghĩ rằng năm nay mình sẽ tốt nghiệp, năm nay mình sẽ cưới vợ, mình sẽ lập một cái kế hoạch rất là vĩ đại. Nhưng mà bây giờ mọi sự đã thay đổi. Nhưng hãy theo chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Châm ngôn nói dạy chúng ta là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con, hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Sự tể trị của Chúa sẽ biến những mọi điều tốt lẫn xấu trở nên ích lợi cho người yêu mến Ngài. Thưa các ông bạn chị em, điều quan trọng là các ông bạn chị em có yêu mến Chúa không? Có kính sợ Chúa không? Các ông anh chị em có nhìn những nan đề bằng mắt của mình vào kinh và sợ hãi, kinh sợ và hoảng loạn không? Hãy nhìn nơi Chúa. Buổi sáng khi Eli đầy tớ của Elise thức dậy, ông đã hoảng sợ. Vì ông không thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không thấy được sự bảo vệ và không thấy được quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Trái với người đầy tớ, Elise thấy. Ông thấy gì? Ông thấy điều mà đầy tớ mình không thấy. Đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà chị em, trong hoàn cảnh dịch bệnh, trong hoàn cảnh khó khăn về tài chánh, về mọi mặt, hãy chú tâm vào điều không thấy được. Hãy chú tâm vào điều không thấy được. Hãy giống như Elise, chú tâm vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Và hãy chú tâm vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời cao cả. Hãy cầu nguyện, xin Chúa mở mắt để chúng ta thấy được chính Ngài. Và cũng hãy cầu nguyện cho mọi người để xin Chúa mở mắt họ ra để họ thấy được sự an ủi, sự bảo vệ, sự bình an và hy vọng ở trong Chúa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện trong giờ này. Kính lạy Chúa, trong mùa dịch bệnh này, chúng con đến với Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con cầu nguyện xin Chúa mở mắt con dân của Chúa để
để họ thấy được sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của họ. Chúng con cầu nguyện để họ mở mắt và thấy được sự bảo vệ của Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, những nan đề. Và chúng con cũng cầu nguyện để họ thấy được sự tể trị tuyệt vời của Chúa trên bất cứ hoàn cảnh nào, dù tốt hay xấu. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ở cùng tất cả những người đang lâm vào sự khó khăn, bệnh tật, có người thân qua đời, những người bị thất nghiệp, những người bị khó khăn về tài chánh. Xin Chúa cho họ thấy sự hiện diện, sự bảo vệ và quyền tể trị của Chúa. Xin cho hội thánh của Chúa được thức tỉnh và bám lấy Chúa, tin cậy và nương dựa nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tất cả con dân Chúa và những người lắng nghe chương trình này lên cho Chúa. Cầu xin Chúa Ngài ở cùng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.